Cái mồi này nhá, một cái nữa là cái mồi này vì mình cho xuống thì nó một lúc là nó nhạt, nó không còn mùi nữa. Nên là cứ 5 phút kể cả câu được hay không câu được mình lại phải thay mồi. Thế còn cái nó mà dùng tôm ấy thì mình không biết, những con tôm tươi của nó cắt ra thì những cái màu nhỏ như này thì không cần phải thay, nó ở tôm dùng cả ngày không cần phải thay, trừ khi là mất mồi nữa. Thì lần sau mình đi mình mang tôm. Chị mang tôm đây nhưng mà tôm chín. Bên cái chuyện giữ dây với quấn dây này hết ngày. Thì người ta có việc làm. Hôm nay con muốn theo con dây đấy không? Con cầu 4 tiếng rồi đấy. Cái này nấu luôn nhỉ?
Ôi, thật là biết giỏi ha. Biết giỏi quá. Tôi chưa có. Bố, ông ở chỗ đấy mà tôi bé mà con thì con là con to. Ngày số sắp ra. Sắp ra. Sắp ra. Con mới bé tí thôi. Con à, không, thật ra có một con nữa. Con đang phải ghi. Đang phải ghi cho nên nó. Wow. Được không? Wow.